Vô. Vô. Ba ly chưa xay. Nước mận nó ứa lên đây khi mà mình cắt. Mình cũng rất là hấp dẫn và đây chính là một miếng mận này. Ngon. Thích cái này. Xin chào tất cả mọi người, chào mọi người đã quay trở lại Cardinology và các bạn nhìn thấy trước mặt mình là gì không? Các bạn ơi, đây chính là những quả mận, có thể gọi là mận Mộc Châu, mận Hậu hay là mận Bắc, mận Hà Nội, rất là nhiều tên các bạn gọi khác nhau. Với các bạn ở trong Sài Gòn ấy thì đây là quả mận, nhưng với mình đây mới là quả mận. Và hôm nay là một ngày vô cùng nóng, các bạn có thể thấy rằng mình đang bật điều hòa, bật quạt. Nhưng mà vì ánh đèn và vì cái thời tiết ở ngoài trời nó quá là nóng, và mỗi năm mà khi mà cái thời tiết nó bắt đầu nóng như thế này ấy, thì là cái dấu hiệu báo rằng mùa mận đã tới. Và hiện tại thì mình đang ở đầu mùa mận. Và hôm nay thì mình có rất là nhiều mận ở đây. Và các bạn biết rằng là mỗi năm ấy thì chỉ có một mùa mận mà thôi. Và mùa mận này nó kéo dài khoảng 2 tháng gì đó. Hết 2 tháng chúng ta có ước thì cũng khó có thể có một quả mận ngon lành để ăn vào những cái thời điểm khác ở trong năm. Bởi vì mùa mận chỉ có một. Và mình thì mình rất là trân quý những cái loại quả mà quanh năm chỉ có một mùa, như quả mận, quả vải, quả nhãn. Những cái quả như thế thì sẽ khiến chúng ta khi mà ăn, chúng ta biết rằng đây là khoảnh khắc hiếm hoi trong năm chúng ta có thể ăn. Còn những cái quả mà có quanh năm, ví dụ như là mít Thái, mít Sài Gòn có quanh năm, hay là những quả như quả lê, quả táo có quanh năm ấy, thì mình thật sự mình lại hơi bị thiếu, gọi là thiếu trân trọng nó một tí. Nên là mình thì mình rất thích những cái quả một năm một mùa. Và để đón đầu cái mùa mận này ấy, thì hôm nay Dino sẽ quyết tâm làm một cái video 5 món mận để đón đầu trên YouTube. Nên là các bạn xem ở trên YouTube Dino có 5 món mận rồi thì các bạn đừng đi đâu xem nhé, ủng hộ mình. Và nếu các bạn đã xem tới đây rồi thì hãy subscribe kênh cho mình, vì mình sẽ trở lại rất là đều đặn vào thứ tư và chủ nhật hàng tuần với những cái nội dung về bếp núc, về cuộc sống, về nhà cửa, về lifestyle. Còn bây giờ thì hãy cùng mình đón đầu mùa mận này. Đây, để xử lý đống mận này thì thực ra nguyên liệu của chúng ta ngày hôm nay rất là đơn giản để làm 5 món mận khác nhau. Đầu tiên thì mình sẽ cần rất là nhiều đường cát. Các bạn có thể sử dụng các loại đường khác nhau tùy theo cái nêm nếm khẩu vị các bạn và sở thích các bạn. Nhưng mình đã chuẩn bị ở đây 3 cân đường cát, nửa cân đường phèn và 2 củ gừng lớn. Với những cái nguyên liệu cơ bản như thế này thì chúng ta có đầy đủ nguyên liệu để làm 5 món mận. Và nhân dịp này thì mình sẽ giới thiệu 5 món mình làm ngày hôm nay. Đầu tiên đó chính là ô mai mận xào gừng. Đây là một cái món mà mình nghĩ rất là thú vị. Thường thì ô mai ở ngoài Hà Nội thì là những cái quả như quả mơ, quả mận, những cái quả có hột cứng cùng họ với cả quả đào ấy. Thì người miền Bắc chúng mình có rất là nhiều món khác nhau. Thường là quả mơ thì sẽ được làm rất là nhiều loại ô mai, nhưng mà thực ra quả mận thì cũng có thể làm ô mai được. Vì vậy là mình sẽ làm món đầu tiên là ô mai mận xào gừng. Món này làm xong thì nó sẽ nhìn như thế này này, rất là hợp để chúng ta có thể để vào một cái bát nhỏ ở trên bàn uống nước để mời khách uống trà, xem tivi, kiểu miếng trà là đầu câu chuyện thì ăn miếng mận là cũng rất là ngon. Cái món thứ hai mà mình sẽ làm ngày hôm nay đó chính là khi mà chúng ta làm ô mai mận ấy, thì chúng ta sẽ được một cái nước của quả mận tiết ra, thì cái đó gọi là siro mận. Thì mình sẽ làm thêm một bình siro mận. Cái bình siro mận này thì chúng ta có thể sử dụng để làm pha cocktail này, pha nước uống này, thì nó cũng rất là ngon. Thì chúng ta hãy cùng làm. Và món thứ ba mình làm thì sẽ là kem sobe mận. Đây là một cái loại kem mình nghĩ là dễ làm, bởi vì mình chỉ sử dụng xác quả mận thôi, chứ cũng không có thêm quá là nhiều nguyên liệu, và cũng không thêm chất béo hay là kem hay là sữa. Bởi vì là với mình thì cái vị chua của quả mận thì mình hợp lý làm sobe hơn. Thì khi mà làm sobe ăn sẽ rất là mát, cũng là vị quả mận đó, nhưng chúng ta sẽ có một cái vị khác hơn một tí. Món thứ tư mình làm thì sẽ mang hơi hướng phương Tây một tí, đó chính là bánh tắc mận. Thì mọi người đã xem mình làm bánh tắc táo rất là nhiều, bánh tắc lê mình cũng đã làm rồi, thì chúng ta sẽ cùng làm bánh tắc mận xem có ngon hay không. Và món cuối cùng cũng mang hơi hướng phương Tây một tí, đó chính là mứt mận. Mứt mận thì các bạn có thể sử dụng để ăn bánh mì ăn sáng này, để có thể pha trà uống này. Và mứt mận của mình thì sẽ sử dụng toàn bộ nguyên liệu tự nhiên từ quả mận và không có thêm gelatin gì hết. Đấy, phần quảng cáo 5 món đến đây là kết thúc. Còn bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào làm món đầu tiên. Và món đầu tiên của mình làm ngày hôm nay đó chính là món ô mai mận xào gừng. Và để làm món ô mai mận xào gừng này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một chút ở đây. Đó chính là mình có 2 loại mận. Bởi vì là cái mận đầu mùa nó rất là mắc tiền các bạn ạ. Cái mận mà loại ngon, quả to, tròn, đẹp như thế này và ngọt thì mình mua tới tận giá là 200.000 đồng trên một cân. Khá là mắc. Còn cái loại nhỏ hơn này thì mình mua với 80.000 đồng một cân. Nói chung là mình biết rằng là để vận chuyển từ miền Bắc và miền Nam thì giá nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Chứ còn thông thường ở ngoài Bắc thì mọi người mua mận kể cả loại ngon thì chắc mấy chục nghìn một cân thôi. Mình mua hôm nay hơi đắt, cũng là đầu mùa. Nên là chúng ta sẽ trân trọng được quả mận này. Và với cái quả ô mai mận thì mình nghĩ rằng là nó sẽ tốn rất là nhiều đường. Nên là mình sẽ sử dụng cái quả mận loại nhỏ. Và mình sẽ phải chuẩn bị rất nhiều
ở đây. Và hôm nay thì mình sẽ cố gắng dựng clip theo từng món một. Dĩ nhiên là khi mà mình làm các món mận này thì mình sẽ phải làm song song, nhưng mà mình sẽ cố gắng dựng clip theo từng món một để cho mọi người dễ theo dõi. Đầu tiên là với món ô mai mận thì mình sẽ sử dụng một con dao nhỏ như thế này. Các bạn nhìn này, đó. Sau đó mình sẽ khứa quả mận theo hình khứa như này xung quanh cái hột của nó. Các bạn khứa thành tàng càng nhiều đường càng tốt. Ở đây là mình khứa 2 đường thì nó sẽ chia ra làm 4. Nhưng mà thực ra thì mình sẽ cần khứa 4 đường để nó chia ra làm tính toán nào. 8 phần bằng nhau. Đấy, các bạn cứ chỉ cần lăn cái dao qua như vậy. Đây. Nhớ là đi qua tâm của cái đường trước này. Sau đó là các bạn khứa như vậy. Đây, như vậy là một quả mận mình khứa nó sẽ là như vậy. Mình sẽ cho vào một cái bát như thế này. Các bạn thấy nước quả mận chảy ra màu đỏ rất là xinh không? Và sau đó thì mình sẽ tiếp tục với những cái phần còn lại. Và đây là quả cuối cùng mình sẽ định làm món ô mai mận. Quả cuối cùng rồi các bạn. Bởi vì là mình hôm nay mình sẽ có 4 cân mận thì mình định làm khoảng 1 cân. 1 cân là mình sẽ sử dụng cho cái việc mình làm ô mai và siro. Và đây đã xong 1 cân rồi. Vừa nãy mình hơi ngốc nghếch một tí bởi vì là mình định ướp đường, nên là mình sẽ cần một cái thố bự hơn. Đây, để mình cân lên xem có đúng 1 cân không nhé. Vừa nãy thì mình ước lượng thôi. Để cân lên xem nào. Đây các bác nhìn hộ mình xem có đúng 1 cân mận không. Đúng, 1 cân 60 gram, chuẩn luôn. Chuẩn như Lê Duẩn. Và bây giờ mình sẽ cho đường cát vào. Theo tỷ lệ mà mình nhớ làm ô mai mà mọi người đã từng làm thì sẽ là 1 cân đi với các 800 gram đường. Thì ở đây là một cân, coi là một cân thì mình sẽ đổ thêm 800 gram đường nữa. Bây giờ cái cân nó rất là tiện nhé, các bạn chỉ cần xe để cho nó về số 0. Xong bây giờ mình sẽ cân đúng 800 gram. Sao nhiều thế nhỉ? Mình không ăn nhiều nên là mình sẽ lấy 750 gram đường. Mình không ăn muốn ăn ngọt đến thế. Và bây giờ thì mình sẽ xóc cái này lên. Đây, mình sẽ xóc lên để cho đường nó ngấm vào quả mận. Vừa nãy thì chúng ta đã khứa cạnh của quả mận. Thì nó có một cái tác dụng, đó chính là để cho cái đường nó ngấm vào bên trong. Và khi mà đường ngấm vào bên trong ấy thì nó sẽ giúp ta quả mận chảy nước ra. Và chảy nước ra thì chúng ta sẽ được một cái lớp siro. Và cái lớp siro đó thì khi mà mình làm xong thì rất là đơn giản, nó đã là siro rồi. Mình có thể nấu lại một chút cho nó sánh. Còn cái phần xác mận mà nó đã ngấm đường ấy thì mình sẽ sử dụng cái phần xác mận đó để đi làm ô mai, ô mai xào gừng. Và bây giờ mình sẽ để ở đây. Thường thì cái quá trình này nó sẽ mất khá là nhiều thời gian, sẽ mất khoảng vài ba tiếng. Cho tốt nhất là nên để qua đêm, để đến khi nào nước nó chảy ra thì là ok nhất. Món thứ hai chúng ta làm sẽ là món mứt mận. Món mứt mận này thì tách quả mận sẽ khó hơn một tí. Đó chính là mình sẽ phải tách thịt quả mận ra. Và lâu rồi mình không tách thịt quả mận thì để mình nhớ xem mình làm có đúng cách không nhé. Đầu tiên là mình đi một đường này. Sau đó là mình xoay quả mận. Đó. Thế là mình được nửa quả mận rồi. Còn cái phần hột này thì mình sẽ dùng cái dao. Mình tách ra như này. Đó. Lấy cái đầu nhọn của dao thật là khéo léo, tách được cái phần hột mận ra. Và các bạn lưu ý là chúng ta sẽ không vứt phần hột mận đấy nha. Hột mận này sẽ là một thành phần vô cùng quan trọng để chúng ta làm mứt mận một cách tự nhiên nhất. Bởi vì trong cái hột mận này có một cái chất, nó sẽ làm cho cái mứt mận của chúng ta nó đông một cách tự nhiên mà chúng ta không cần phải thêm agar agar hoặc là gelatin. Và cái hột này rất là kỳ diệu. Và mình sẽ bỏ hột vào đây. Và sau đó thì mình sẽ lấy một quả khác như vậy. Đấy, các bạn sẽ dùng quả dao. À, các bạn sẽ dùng con dao chứ không phải quả dao. Sau đó xoay. Đó. Đẹp không? Các bạn thấy ai tách được mận như này chưa? Chỉ có mình thôi. Sau đó là các bạn hãy nhìn cận ở đây này. Đấy, lấy cái đầu nhọn của dao. Đó, đó, đó. Tách ra. Đó. Mất rất ít thịt, hột rất sạch. Và mình sẽ tiếp tục làm như vậy với cả chỗ này khá khá đấy. Bởi vì là cái phần quả mận mình sẽ làm bánh tạc này, mứt mận này, kem này. Còn cái kia là siro với ô mai. Vậy là cả 3 món còn lại mình đều cần phải tách thịt. Nghĩa là mình sẽ phải tách thịt toàn bộ chỗ mận còn lại này, là 3 cân mận mình phải tách thịt hết. Nên là các bạn hãy chúc mình may mắn đi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu rơi vào một tình trạng gọi là rơi vào cõi niết bàn tách thịt mận. Tách thịt mận. Ui, ui sao vừa nãy dễ mà bây giờ khó nhỉ? Đây, xoay ra vẫn được. Thậm chí là mình nghĩ rằng là đấy, sau đó chúng không được vội các bạn ạ. Vội thì sẽ không đẹp. Ok. Đây, mình sẽ tách thịt như vậy. Đó. Và mình sẽ làm mẫu thêm một quả nữa cho các bạn xem với cái loại mận mà mình nghĩ rằng là mận mắc tiền. Hôm nay mình mua 200 nghìn một cân bằng tiền thịt bò, xem nó khác gì không nhá. Mình thấy rằng là cái quả mận to này nó sẽ nhiều nước hơn. Nó rất là juicy. Ô, thịt nó dày vãi cả trường các bạn ạ. Này, hỏi làm sao nó đắt hơn.
Nhưng mà khi mà nó dày thịt hơn như này thì tách nó ra khỏi hột cũng khó hơn. Nhưng mà cái cách của mình rất là hiệu quả khi tách thịt. Nhớ là đi một vòng xung quanh cái hạt, sau đó giống bánh Oreo, xoay bánh, nếm kem không nếm đâu. Tách hột. Khi mà mình làm như này, khi mà các bạn lấy được quả mận này ra, các bạn nhận ra rằng là quả mận này, quả mơ này, quả đào này, tất cả đều là một loại quả hết. Nó đều có một cái thớ thịt như nhau và một cái hột bên trong, và có một cái lớp vỏ rất cứng. Và khi đập cái lớp vỏ này ra thì chúng ta sẽ được một cái lõi. Và cái lõi đấy, quả mơ, quả mận, quả đào đều rất là giống nhau. Còn bây giờ mình sẽ tiếp tục làm nốt chỗ này. Các bạn hãy chờ xem là mình làm xong cái này mất bao lâu nhé. Mình sẽ thông báo cho các bạn. Các bạn ơi, và bây giờ có hai cách tách mận. Bé Huyền trợ lý mình bảo là cắt theo cái kiểu là xung quanh, cắt thành 4 miếng xung quanh hột nhanh hơn. Mình thì mình vẫn nghĩ rằng là cái cách là xoay bánh nếm kem của mình nhanh hơn. Và bây giờ sẽ là màn song đấu xem là cách tách thịt mận nào nhanh hơn nhá. Ok, và bây giờ sẵn sàng chưa? Bạn quay phim đếm nào. 3, 2, 1. Rồi, ok, ok, rồi, đây. Rồi. 3, 2, 1, xuất phát. Em xong. Cái gì? Em xong rồi. Đây, sắp xong. Ê, rồi xong. Và trong lúc anh làm là em còn có thể cắt được thêm hai quả nữa. Ừ thì không nhanh bằng, nhưng mà đây cái hột này. Đây cái hột này rõ ràng là cách của mình hiệu quả về mặt thịt mặn hơn, đúng không? Thôi, xử hòa đi. Bây giờ thì cố gắng cắt theo cách của anh đi. Anh chốt rồi. Bây giờ cắt cách của anh. Mặc dù cách của em nhanh hơn nhưng mà chúng ta không cần phải thi nhanh ở đây. Chúng ta đang cần một cái nó gọi là hiệu quả về mặt nguyên liệu nhá. Hiệu quả mặt nguyên liệu. Cái này anh cũng bỏ nấu mà. Thì đằng nào nó chả vô nồi. Có phải cắt cái này nhá. Đâu, nhưng mà lúc khác anh còn sẽ sử dụng cái này để anh nấu thành kem. Anh sẽ xay thành kem nữa. Nên là những cái này đáng ra nó có thể thành kem mà mình có thể ăn được. Tại sao mình lại phí nó như thế? Ok rồi. Làm kiểu này đi. Ok. Các bạn ủng hộ cách nào hãy comment cho mình ở phía dưới. Và bây giờ mình vẫn đang tiếp tục tách từng hột quả mận một. Cảm ơn các bạn. Và hẹn gặp lại khi mà chúng mình đã tách mận xong. Xong. Đây. Vậy mình sẽ chia ra làm 3 cái nhá. Cái phần cắt mà như thế này thì mình sẽ nấu mứt. Vì nấu mứt thì sau đó là cái thịt nó sẽ nát hết ra. Nên là chúng ta sẽ không quan trọng là cái việc là cái mứt nó sẽ nhìn như thế nào. Còn cái quả mận to đẹp và mắc tiền 200.000 một cân đây này thì mình sẽ sử dụng để làm bánh tạc, bởi vì cái cùi nó rất là dày, thịt nó rất là dày và mọng nước nên mình sẽ sử dụng làm bánh tạc. Còn cái phần hột, còn cái phần mận nhỏ và chua này và đẹp như thế này thì mình sẽ sử dụng để làm kem sorbet. Còn tất cả những cái chỗ hạt mận này thì mình sẽ sử dụng cái phần chất ở bên trong hạt mận để có thể làm thành món mứt mận. Bây giờ mình sẽ cân trong đo đếm lại một chút. Thứ nhất là mình sẽ bỏ bớt một chút quả mận ngọt sang đây. Đây là cái bánh mình không nghĩ là mình sẽ dùng nhiều mận đến như thế. Mình bỏ bớt qua đây. Cái phần này là phần kem thì mình cũng sẽ bỏ bớt qua đây, bởi vì kem mình cũng không nghĩ là mình ăn nhiều kem đến thế. Khi mà mình bỏ bớt cái phần mận làm kem qua đây thì mình sẽ bỏ thêm một chút mận ngọt qua đây. Nói chung là định lượng cho cái phần làm mứt ấy thì nó sẽ là nhiều nhất. Còn kem thì từng này. Và bánh thì từng này. Bây giờ mình sẽ cân cái phần làm mứt lên là bao nhiêu. Từ đó thì mình sẽ quyết định là mình sẽ cho bao nhiêu đường nha. Mình đặt cái thố lên đây, sau đó mình che nó về 0g rồi này. Đấy, 0g. Sau đó mình sẽ đổ mận lên đây mình cân nha. Đó. Là khoảng 925g mận. Theo tỷ lệ mà mình làm mứt mận từ trước đến giờ thì mình sẽ là 1 cân sẽ đi với 700g đường. Nên bây giờ thì mình sẽ đong đúng 700g đường vào đây. Mình sẽ sử dụng nốt cái chỗ đường cát vừa nãy còn lại nhá. Đây là khoảng 170g. Sau đó thì mình sẽ sử dụng thêm đường phèn. Tổng là 700g đường. Thì cái đường phèn thì nó sẽ ngọt, nó sẽ thanh hơn. Thì mình sẽ cố gắng sử dụng ở đây khoảng 200-300g đường phèn. Đây rồi, lần này đường phèn. Và bây giờ mình vẫn còn thiếu đường cát nữa. Khi nào lên đến khoảng 700 thì năm nay mình sẽ có một cái mục tiêu về fitness là mình sẽ ăn bớt đường đi, nên là mình sẽ không dùng đến 700 đâu. Mình sẽ dùng khoảng 600 thôi. 600g rồi. Xong. Và đây là chỗ mặn. Và 600g đường của mình. Mình sẽ ngâm ở đây để mình làm mứt.
Nếu mà bạn nào mà theo dõi Ngọt Ngon của mình từ ngày xưa thì thực ra mình đã làm món mứt mận này trên Ngọt Ngon rồi. Và món mứt mận này là một trong những cái món mà mình làm sau mình thấy rất là thành công, bởi vì là hoàn toàn sử dụng nguyên liệu tự nhiên và không có sử dụng thêm bất kỳ một cái chất phụ gia nào hết. Và ăn thì rất là ok nha. Mọi người thích mứt dâu, mứt mơ của nước ngoài, thực ra mứt mận Việt Nam của chúng ta ăn rất là ngon, ăn vào bánh mì buổi sáng hoặc là lấy một thìa mứt mận cho vào hòa tan với cả trà uống rất là thơm và ngọt. Vậy là cái món mứt mận của mình cũng ngâm đường giống như là món ô mai, nhưng mà nó là thịt mận thôi. Và mình cũng sẽ để ở đây trong vòng khoảng 5 đến 6 tiếng để bắt đầu cái nước nó chảy ra. Lúc đó thì chúng ta sẽ chuyển sang bước tiếp theo của món mứt mận là nấu mận. Tuy nhiên là ngâm ở đây thì vẫn chưa đủ, bởi vì mình còn một cái thành phần nữa, đó chính là hạt quả mận. Ở bên trong hạt quả mận này này thì có một cái thành phần gọi là pectin. Cái pectin này thì sẽ giúp cho cái mận nó sánh và đóng đông một cách tự nhiên mà chúng ta không phải sử dụng thêm phụ gia. Dĩ nhiên là nếu mà các bạn không muốn sử dụng cái hạt mận này thì các bạn có thể mua cái bột pectin ở các cửa hàng làm bánh thì nó cũng sẽ mang lại một cái hiệu quả tương tự. Tuy nhiên là mình có hạt mận, tội gì mình không xài. Thì cái hạt mận này chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Nếu mà nhà các bạn có máy xay mà đủ mạnh ấy, thì các bạn sẽ xay cho nó vỡ hạt ra. Còn nếu mà không có máy xay đủ mạnh thì chúng ta sẽ sử dụng cái chày và cái cối đập cho nó vỡ cái hạt ra là được. Ở đây thì mình sẽ sử dụng máy xay cho tiện, vẫn là chiếc Thermomix quen thuộc của mình. Thì mình sẽ cho vào đây cái phần hạt này. Sau đó thì mình sẽ xay trong khoảng 30 giây với số 3, 4 thôi. Lưu ý là không xay vỡ quá nha, bởi vì khi mà các bạn xay vỡ quá ấy, thì cái vỏ hạt ấy, nó sẽ đi vào trong cái mận. Và khi mà nó đi vào trong mận ấy, thì chúng ta ăn sẽ bị lợn cơ. Nên là các bạn hãy cố gắng là xay vỡ thôi, chứ đừng xay quá mịn. Tiếng dã man thật. Xong. Ui, điếc hết cả tai. Các bạn nhìn này, khi mình xay vỡ ra nó sẽ nhìn như vậy này. Cái hạt quả mận nó vỡ ra thành cái vỏ. Cái vỏ này thực ra thì không có nhiều tác dụng, nhưng mà cái lõi của hạt quả mận ấy nó màu trắng ấy kìa. Thực ra nó là mầm của cái cây mận non, thì nó chứa pectin. Và bây giờ thì mình sẽ kiếm một cái túi vải để mình thu lại toàn bộ những cái phần này, và mình sẽ ngâm cùng với cái hạt mận. Bước tiếp theo để làm cái phần mứt mận này thì mình sẽ cần một cái túi vải để chúng ta có thể ngâm cái phần hạt này để lấy cái pectin tự nhiên ở đây. Thì mình sẽ cho toàn bộ cái phần pectin vào đây. Thực ra là cái hạt này nó còn nhiều hơn cả cái hạt của cái phần thịt này, bởi vì đây là cái phần hạt của tất cả ở đây. Mình không biết là mình cho nhiều như thế này thì có ok không, nhưng mà thôi, không nên uổng, mình cứ cho hết vào. Còn bình thường thì các bạn chỉ cần sử dụng cái phần hạt tương đương với cái chỗ thịt các bạn nấu mứt là được rồi. Ok, đây là những thìa cuối cùng rồi. Và tiếp đến ở trong túi này mình sẽ cần phải cho thêm một thành phần nữa, đó chính là hoa hồi. Hoa hồi thì sẽ làm cho cái phần mứt mận của chúng ta có cái mùi thơm nó dậy hơn. Tuy nhiên là tùy theo khẩu vị của các bạn, ở đây mình sẽ chỉ cho 4 bông hoa hồi này vào trong cái túi này thôi. Đó. Sau đó là mình sẽ thắt cái túi này chặt lại. Và mình sẽ để ở phía dưới cái phần đường và mận như thế này, để khi nào mà cái nước đường nó chảy ra ấy thì nó cũng sẽ hòa tan cái pectin và cái hương hoa hồi ở trong này. Và mình cũng sẽ để yên thế này trong vòng khoảng 6, 7, 8 tiếng, tốt nhất là qua đêm. Và khi mà các bạn ngâm như thế này ấy, thì sẽ dùng một cái màng bọc thực phẩm bọc kín lại để tránh cái tác động của môi trường, vi khuẩn, không khí, làm giảm chất lượng mận của chúng ta, cũng như là cái phần ô mai mà mình đã chuẩn bị từ trước. Chúng ta sẽ bọc màng bọc thực phẩm lại. Và nếu mà các bạn muốn để tủ lạnh cũng được, nhưng mà theo mình, nếu mà nhiệt độ dưới 30 độ ở trong nhà ấy, thì các bạn nên để ở ngoài thì nó sẽ tan đường nhanh hơn là để ở trong tủ lạnh. Còn bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang món tiếp theo. Quên công thức các bạn ạ. Cái đoạn mình làm mất ấy, thì cái tất cả những cái quả mận này đã được gọt ra như thế này. Nó tiếp xúc với đường như này, đường tan cực kỳ nhanh. Mới có khoảng nửa tiếng trôi qua mà nó tan như thế này rồi. Còn với cái ô mai mận này này, mình check lại mọi người làm ấy, hóa ra là phải nấu lên. Nên là bây giờ mình sẽ chuẩn bị nấu. Và bây giờ thì trước khi nấu ấy, thì chúng ta sẽ cần một cái, đó chính là gừng. Bởi vì ô mai mận xào gừng mà, nên là mình sẽ cần củ gừng. Thì các bạn chuẩn bị cho mình hai củ gừng già. Các bạn chuẩn bị cho mình một củ gừng già to như thế này. Và sau đó thì chúng ta sẽ gọt vỏ củ gừng. Có một cách gọt vỏ củ gừng ngày xưa mà mình hay dùng, đó chính là dùng bùi nhùi trà nồi. Tuy nhiên là sang nhà mới này, mình dùng mọi thứ rất sạch sẽ, và chưa bao giờ mình dùng bùi nhùi trà nồi hết. Nên không có bùi nhùi trà nồi nên mình phải dùng dao nhỏ. Và bây giờ mình sẽ gọt làm sao cho sạch vỏ các bạn nhé. Cứ đứng ở dưới vòi nước gọt như này thôi. Và bây giờ thì sau khi cắt gừng xong, mình sẽ thái gừng thành cái từng cái sợi nhỏ, giống như là chúng ta ăn gì các bạn biết không? Trứng vịt lộn. Y hệt ăn trứng vịt lộn luôn. Và ôi, hôm nay mua được củ gừng già ghê. Chắc là sẽ cay lắm đây. Chúng ta cứ cắt thành từng sợi này, sau đó chúng ta sẽ xào cùng với cả mận. Thì khi xào cùng với mận thì cái gừng này nó sẽ tạo ra cái vị cay cay, sẽ làm cho cái ô mai của chúng ta ngon hơn. Hình như là mình cắt gừng hơi bị dày rồi,
để cái lần sau mình cắt gừng mảnh hơn nhé các bạn, nó phải mảnh như này. Rồi, có một chút cập nhật. Bây giờ ấy, mình cảm giác rằng là cái đường này nó sẽ tan rất là lâu, nên là mình sẽ phải cần mất thêm thời gian. Và bây giờ mình đang nghĩ rằng là nó sẽ ra siro sẽ không đủ, nên là bây giờ mình sẽ ướp cái phần mận làm bánh. Đây là cái phần mận mắc tiền, các bạn nhớ cái phần mận mình mua 200.000 một cân không? Đây là những quả mận to và đẹp, thì mình sẽ ướp từ hôm nay. Tất cả những cái món này mình sẽ hoàn thiện vào ngày mai, bởi vì nó sẽ đều cần thời gian để cho đường nó chảy ra. Đây mình sẽ sử dụng khoảng 250g đường nâu đi với cả khoảng 600g mận ở đây. Thì các bạn sẽ cho đường nâu thẳng vào đây. Ở đây, đây đường nâu, bởi vì mình sẽ sử dụng đường nâu để làm bánh tạc với cả mận, thay vì sử dụng đường trắng. Thì đường trắng ấy, thì cái vị ngọt nó sẽ gắt hơn một tí, và đường nâu thì nó sẽ có một cái mùi caramel rất là đặc trưng, rất hợp để chúng ta có thể làm bánh. Và bây giờ thì mình sẽ ngâm mận ngon với cả đường nâu này để mai chúng ta làm bánh tạc. Nói chung là ngày mai mình sẽ có một bữa đại tiệc mận rất là hoành tráng, và hy vọng rằng là nó sẽ hoành tráng và nó sẽ ngon. Đây mình sẽ ướp mận ở đây. Vừa nãy thì mình cũng đã cắt xong gừng rồi. Bây giờ mình gừng mình để tủ lạnh. Mình chờ cái hũ mận này nó chảy đường ra hết. Một chút siro ở ô mai mận, một chút siro ở mứt mận, một chút siro ở bánh mận, thì chúng mình sẽ tổng hợp lại được thành một cái bình siro của mình để pha nước. Còn cái phần mận mà để làm kem ấy, để làm sorbet ấy, mình sẽ cho vào một hộp Tupperware. Sau đó thì mình sẽ cấp đông và mình sẽ chỉ cho các bạn cách làm sorbet bằng máy ép chậm đang rất hot ở trên TikTok nó như thế nào. Liệu có thành công hay không thì các bạn ngày mai sẽ biết. Còn bây giờ thì mình sẽ cho vào hộp Tupperware và cấp đông đây. Ok, vậy là sau khoảng 3 tiếng đồng hồ thì các bạn thấy rằng là mình đã thu được rất là nhiều siro mận. Đáng ra thì nếu mà chúng ta nấu luôn cái siro này để ngấm vào bên trong quả mận thì cũng được. Tuy nhiên là như vậy là một cái sự khá là lãng phí, nên là mình sẽ lấy bớt siro ra để mình lấy cái phần siro này mình dùng để pha nước. Cái nước siro mận này rất là ngon nha các bạn, nó chỉ có đường và nước của quả mận thôi. Thì chúng ta có thể sử dụng để pha với cả soda hoặc pha với cả một số loại rượu, rất là ngon. Đây, ở cái phần ô mai mận này thì mình sẽ lấy khá là nhiều đấy. Ban đầu ấy thì cái phần ô mai mận này nó sẽ ra nước chậm hơn cái phần mứt mận, bởi vì cái phần ô mai mận này thì mình chỉ khứa nó như thế này thôi, thì cái khả năng để cái hạt đường ấy nó chui ở bên trong quả mận rất là thấp, và nó sẽ mất nhiều thời gian để nó tan hơn. Và mình sẽ để lại một chút nước như thế này. Còn ở cái phần mứt mận này thì các bạn có thể thấy rằng nó ra rất là nhiều nước. Tuy nhiên cái phần mứt này thì mình cũng sẽ phải lấy cái phần trong suốt của nó khá là nhiều, nên là mình sẽ không lấy nhiều nước của cái phần mứt mận này nha. Mình chỉ lấy một ít thôi. Đấy, đến khi nào mà cái phần nước với cả cái phần cái mận này nó xâm xấp bằng nhau như này là được. Còn cái phần mình dùng để làm bánh tác mận ngày mai ấy, thì nó mình sẽ sử dụng đường đen. Thì thực ra thì cái nước đường đen này cũng rất là ngon. Thì mình cũng sẽ lấy của nó khoảng một vài thìa. Cái đường đen này nhìn như là mật ong, mật mía luôn ấy, rất là đẹp. Và nó, cái đường đen này thì nó ra ít nước hơn, nên là mình chỉ cần lấy từng này. Và bây giờ các bạn có thể thấy rằng là mình được một cái hỗn hợp siro mận, vì có hai thường đường đen nên là cái màu nó đậm hơn. Tuy nhiên là cái siro mận này nó còn khá là lợn cợn, nhiều đường chưa tan hết, nên là mình sẽ cho vào một cái nồi nhỏ để mình đun nhẹ lên. Đến khi nào siro trong suốt thì chúng ta sẽ được một cái phần siro rất là ngon để có thể mang đi bảo quản. Đây, mình chỉ cần đun nhẹ cho tới khi mà các bạn cảm giác siro nó sánh đặc lại và cái phần đường đã tan hết là được. Chứ còn đừng đun quá nó sẽ bị đường hóa, nó sẽ bị cháy thành caramel. Rồi, lấy một thêm một chút nữa. Còn đâu để dành, để nó làm thành ô mai chứ. Ok, và sau khi mình đã đun và mình cảm giác là đường đã tan hết ấy, thì mình sẽ lọc cái này qua và cất bảo quản lạnh. Mình sẽ rây qua bởi vì là trong này có những cái phần vỏ mận hoặc là những cái phần hạt mận nó còn lại. Đấy, mình đun không tới sôi nhé các bạn, bởi vì đun tới sôi nó sẽ rất dễ làm cho cái đường nó bị đen và đậm màu hơn. Mặc dù là mình đã cho đường đen là mình đã thấy rằng là nó khiến cho cái siro mận của mình nó đậm màu hơn là việc mình sử dụng đường trắng rồi. Tuy nhiên là mình tin rằng mùi sẽ rất là thơm, và ngày mai mình sẽ pha nước để cho mọi người cùng uống. Còn bây giờ với ba cái phần này mình đã xong một món rồi đúng không? Mình xong cái phần siro mận, mai mình còn ô mai mận này, mình còn mứt mận này, với cả mình còn bánh tác này và kem mình đã cất vào tủ lạnh ngăn đá rồi. Còn bây giờ thì mình chỉ còn cái phần ô mai mận là mình chưa xong nguyên liệu, bởi vì sau khi mình lấy siro ra ấy, thì mình quyết định là mình sẽ cho thêm gừng vào đây. Đấy, đây là ô mai mận xào gừng. Thì cái gừng này nó sẽ khiến cho cái ô mai nó hơi cay cay và cái vị nó sẽ thú vị hơn một chút. Thì mình sẽ ngâm cái ô mai mận này với cả gừng, và để đến ngày mai mình sẽ bắt đầu xào
ô mai mận cùng với cả gừng lên. Và ngày mai chúng ta sẽ hoàn thành món này nhé. Ok, và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Đây là một video cần 2 ngày để hoàn thiện. Xin chào tất cả mọi người. Và hôm nay là ngày thứ 2. Ngày thứ 2 thì mình sẽ kiểm tra xem tình trạng của những hộp mận của mình hôm qua như thế nào. Hôm qua các bạn nhớ là mình có 5 món đúng không? Một món là siro thì coi như là tạm xong rồi. Một món là kem, mình sẽ làm cuối cùng, vẫn đang ở trong ngăn đá. Còn đây là 3 món. Chúng ta sẽ mở từng hộp ra nha. Đây là hộp mứt mận. Thì các bạn thấy là sau 1 ngày thì có vẻ như là mứt mận đã tan hết đường rồi. Và nước sẽ rất là trong. Và trong lúc đấy thì mình sẽ lấy một cái quánh của mình lên để mình nấu mứt. Nấu mứt thì các bạn sẽ nấu giống như là nấu cháo vậy. Nghĩa là nấu tới khi nào tất cả mọi thứ nó nhuyễn và mọi thứ nó nát ra. Nếu mà các bạn muốn lọc xác thì lọc, hoặc không thì mình nghĩ là các bạn nên để lại xác. Bởi vì là khi mà để lại xác ấy thì khi phết lên bánh mì của chúng ta ăn nó sẽ có cái gọi là có cái xác xác, ăn nó ngon, mình còn nhai nhai được. Và bây giờ thì mình sẽ lấy cái phần nước này ra. Bởi vì là hôm qua mình không dám bỏ hết tất cả cái phần nước này đi, bởi vì khi mà chúng ta nấu khô cái nước này lại ấy, nó sẽ tạo ra cái phần trong trong của mận. Chết rồi, mình rơi vài miếng rồi, toàn đường là đường thôi. Ở dưới thì đường phèn nó chưa tan hết, đường phèn nó sẽ khó tan hơn đường kính. Nên là mình sẽ vét bớt đường phèn vào đây và nấu lên ấy, thì nó sẽ tan dễ hơn. Mình rất sợ thao tác với những cái môn mà nhiều gọi là nhiều đường như thế này, bởi vì nó rất là dính. Sau đó thì dọn bếp rất là cực. Ôi đường quá. Đấy, và bây giờ bước tiếp theo của mình khi mà làm món mứt mận, đó chính là mình sẽ nấu cái phần mận cộng với cả cái túi. Hôm qua các bạn nhớ hôm qua túi hạt mận mình để ở đây không? Và trong này nó có hạt mận đã được đập nhuyễn và cả hoa hồi nữa. Thì hạt mận đập nhuyễn cả hoa hồi thì nó sẽ có cái chất pectin. Thì cái pectin này sẽ khiến cho cái mứt mận của mình nó sẽ được sánh và đông một cách tự nhiên, rất là đẹp. Còn bây giờ thì mình sẽ mở hộp tiếp theo ra. Đây là ô mai mận xào gừng của mình. Ô mai mận xào gừng thì các bạn thấy rằng là nó cũng đã chảy ra rất là nhiều nước. Hôm qua thì mình có nói với các bạn rằng là ô mai mận xào gừng ấy nó khó ra nước, bởi vì là cái quả mận này nó không được cắt bỏ hạt mà nó vẫn giữ nguyên hạt như thế này thì nó mới là ô mai. Tuy nhiên là các bạn nhìn xem này, qua một đêm ngâm thôi mà nó đã chảy ra ngần này nước và cái quả mận đã khá là teo đi rồi. Vì đấy là cái thành công của mình. Và bây giờ thì các bạn thấy nó có rất là nhiều siro, thì mình cũng sẽ hơi tiếc cái siro này một tí. Mình sẽ đổ nó vào đây. Và dĩ nhiên là siro này sẽ có một chút mùi gừng, nhưng mà không sao cả. Khi mà chúng ta uống siro mà có mùi gừng nhẹ cũng không sao. Và bây giờ mình sẽ cho toàn bộ cái này lên trên chảo để bắt đầu mình xên và mình xào ở trên chảo này lại. Nói chung hai cái công đoạn này thì cũng mất khá là nhiều thời gian, nên là chúng ta sẽ cùng làm một lúc nha. Ở dưới này thì vẫn có một chút đường chưa tan hết và gừng này. Này. Đấy. Nói chung là tất cả cái chỗ mận ngày hôm nay của mình đều phải nấu lên. Và còn một món cuối cùng đó chính là bánh tác mận. Bánh tác mận thì mình sẽ nấu nó cũng ở trên một cái nồi luôn. Hôm nay cả ba bếp đều được tận dụng. Các bạn nhìn này, cái bánh tác mận thì mình sử dụng đường đen, hơi khác với cả hai kia mình sử dụng đường kính và đường phèn một chút. Thì đây là cái siro của bánh tác mận thì nó hơi màu đen, đường nâu. Thì khi mà làm đường nâu này thì nó sẽ có cái mùi caramel nhẹ nhẹ thì rất là hợp để làm bánh. Đường ở dưới cũng chưa tan hết. Nói chung là tất cả những công đoạn nấu này sẽ khiến cho đường tan hết nha. Và hôm nay thì toàn là món ngọt. Chắc là mình sẽ mời một người hàng xóm mà rất là mê món ngọt đến để thưởng thức tất cả những cái món mận ngày hôm nay. Thì các bạn nhớ rằng là mứt mận thì sẽ nấu lâu nhất. Mứt mận sẽ nấu trong vòng từ 45 cho tới 45 phút cho tới 1 tiếng. Cái ô mai mận này thì nấu sẽ hơi khác một tí. Cái ô mai mận này thì mình sẽ xên ở trên chảo để cho nó bay bớt hơi nước đi. Và sau khi mà nó bay bớt hơi nước ấy thì nó sẽ bọc lại một cái lớp đường ở xung quanh và lúc đấy là đã thành công. Và nếu mà bạn nào cầu kỳ hơn một chút thì các bạn có thể mang cái ô mai mận đó mang đi phơi để cho nó khô hơn, hoặc có thể hong ở trong cái lò nướng của gia đình với nhiệt độ rất là thấp, khoảng 60 độ C. Còn cái mứt này này thì chúng ta sẽ phải nấu tới khi nào tất cả những cái này nó nhừ, tất cả những cái quả mận này nó nhừ như là cháo ấy thì là được. Và bây giờ thì mình sẽ không còn việc gì nhiều ngoài việc chờ đợi. Riêng mứt mận thì mình sẽ đậy nắp lại cho nó mau nhừ. Thằng này thì mình sẽ để trên một cái chảo để cho nó mau bay hơi. Và đây là công việc của mình. Và mình sẽ cập nhật sau cứ khoảng 10 phút một lần nhé. 10 phút đã trôi qua và các bạn thấy rằng là tất cả các loại nước đều đang sôi rồi này. Và cái này thì mình sẽ phải đảo liên tục và cố gắng là lửa đừng có quá to, bởi vì khi mà đường nó cạn ấy thì nó sẽ bắt đầu bị caramel. Thì mình phải dừng trước khi nó thành caramel, nó phải thành một cái đường kẹo kẹo dính dính cơ. Còn cái thằng này thì các bạn cứ đậy nắp, ninh cho nó nhừ nát ra như cháo là được. Mục đích của những cái dụng cụ bếp khác nhau rất khác nhau. Cái chảo với mặt diện tích thoáng lớn, mặt thoáng lớn thì chúng ta sẽ thích hợp để làm những cái sên và bay hơi như thế này. Cái quánh
mặt thoáng nó nhỏ và có cái nắp kín thì sẽ hợp để mình nấu nhừ. Còn cái nồi nhỏ này thì mình sẽ chỉ cần nấu nó hơi nát một tí để làm bánh thôi, nên là mình sẽ chỉ cần một cái nồi đơn giản như thế này. Khi nào mà cái nước nó keo lại là được. Hẹn 10 phút sau. Đây, thêm 10 phút nữa thì các bạn có thể thấy rằng là cái ô mai mận thì bong bóng, bắt đầu nó to lên và nước nó keo lại nhưng mà vẫn chưa được. Mình vẫn phải cần đun thêm một lúc nữa. Còn cái thằng mà làm bánh này, các bạn thấy là bắt đầu cái thịt mận nó bắt đầu mềm mềm, nước vẫn còn nhiều, nhưng mà đến thời điểm này mình đánh giá là được rồi, vì mình vẫn sẽ cho vào bánh và mang đi nướng nữa. Nên mình sẽ tắt bếp ở đây để cho nó nguội một chút, sau đó mình sẽ tiến hành làm bánh. Còn thằng này thì phải đun đến 40 đến 45 phút để cho nó nát ra nữa, nên là cứ đợi một lúc nữa. Hẹn gặp lại sau 10 phút nữa. Các bạn nhìn này, 10 phút nữa trôi qua và ô mai mận của mình đã rút nước rất là nhiều và đã rất là bóng và đẹp. Và bây giờ mình nghĩ có lẽ đến lúc mình phải tắt bếp rồi, vì bây giờ mình mà làm đun trên nhiệt thêm chút nữa thì nó sẽ thành caramel mận. Nên bây giờ mình nghĩ là sẽ đến cái lúc mình tắt bếp. Còn cái thằng mứt mận này vẫn phải đun thêm một chút nữa nhá. Bây giờ mình đã được chuẩn bị sẵn một cái giấy nến như thế này. Thì cách làm tiếp theo chúng ta là chúng ta sẽ hơi từng quả mận vào giấy nến cách nhau ra, và sau đó thì sẽ mang đi hong hoặc là phơi nắng. Khi mà lấy từng viên ô mai mận ra nó sẽ như vậy này. Ôi, mình thấy cái kẹp này khó xài quá, dùng đũa đi. Cái ô mai bây giờ nó đã rất là nhỏ nhắn xinh xắn như này rồi. Và đây cũng là một món Việt Nam nữa, nên là cứ dùng đồ Việt Nam là sẽ ok. Và đây, đã xếp được gần này viên ô mai. Nói chung là ô mai đến đây thì vẫn chưa xong đâu, bởi vì là tùy vào điều kiện của các bạn. Nếu mà nhà các bạn có rất nhiều nắng thì sẽ nên phơi khoảng 1 đến 2 nắng nữa. Còn hôm nay nhà mình hôm qua vừa mưa xong, nên là bây giờ nắng nó cũng không có nhiều ấy. Nên là mình sẽ quyết định là mình sẽ cho vào trong lò nướng để sấy. Lò nướng thì mình sẽ để nhiệt độ thấp thôi, khoảng 60 độ C. Sau đó là mình sẽ để trong vòng khoảng 30 phút xem nó ok hay không. Còn nếu không ok ấy, thì mình sẽ phải chờ đến ngày mai. Còn đây, bây giờ các bạn xem này, cái mứt mận của mình ấy, bây giờ là thịt mận nó đã rất là nát rồi, đúng như cách mình hầm mình đậy nắp vừa nãy. Tuy nhiên là cái nước nó vẫn còn đang hơi nhiều, mình sẽ phải đun thêm một lúc nữa để cho nó bay bớt hơi nước đi. Thì khi mà nó đóng lại ấy, cộng với cả pectin ở trong này, cái mứt nó sẽ đóng lại ở cái dạng thạch thạch như là cái mứt dâu các bạn mua ở siêu thị, rất là ok luôn. Và bây giờ có vẻ như là mứt của mình đã được rồi. Các bạn nhìn đến khi nào mà cái bong bóng nó nổi lên kiểu nhìn như dung nham núi lửa, mà nó cứ pop to bong bóng như này, chứ không phải là cái bong bóng nhỏ nữa, thì là được. Và lúc này thì các bạn rất nên sử dụng một cái kẹp để vắt toàn bộ những cái nước chất lỏng ở trong cái túi này ra, túi hạt mận của mình ra. Thực ra thì mình cũng có thể lấy nốt cái phần nước mận còn lại ở cái chỗ mình làm ô mai mận đổ vào đây. Tuy nhiên là với cái phần mứt mận, cái ý định ban đầu của mình làm ấy là nó chỉ có mùi hoa hồi, nên là mình lại không muốn có cái gừng ở trong này nữa, vì hoa hồi với gừng thì thực ra đi với nhau thì cũng được, nhưng mà với mình thì nó hơi bị nhiều quá, nên là mình muốn làm một cái mứt mận chỉ có mùi hoa hồi thôi. Và công thức này thì mình sử dụng của anh Hungazit, đây là một anh chef ở ngoài Hà Nội mình rất là ngưỡng mộ, và đây mình sẽ tôn trọng anh và sẽ sử dụng nguyên công thức như vậy. Và bắt đầu đến đoạn này thì mình sẽ tắt bếp đi, thì là lúc mà chúng ta có thể cho nước cốt chanh vào. Nước cốt chanh thì không nên đun lâu quá, hoặc là các bạn không nên vắt mạnh tay quá thì cái tinh dầu nó vào nó sẽ gây ra bị đắng. Đến lúc này thì mình sẽ cho nước cốt chanh vào để tăng thêm cái độ chua của cái mứt của mình. Và mình sẽ đây, các bạn nhìn xem mứt, cái texture của nó sẽ như vậy khi nó nóng, và khi nào nó nguội bớt ấy một lúc thì mình sẽ đổ vào hộp và cất ở trong tủ lạnh. Theo công thức gốc thì các bạn nên để ở trong tủ lạnh tối thiểu là khoảng một tuần thì mới bắt đầu sử dụng, thì cái mứt nó sẽ đạt được cái độ ổn định tốt nhất của nó. Còn bây giờ thì trong khi chờ cái này nguội thì mình sẽ chuyển sang làm bánh mận, bánh tát mận. Đây là một cái món mà mình rất thích làm bởi vì nó rất là tiện. Bởi vì ở dưới siêu thị nhà mình bao giờ cũng sẽ có một cái hộp, cái này gọi là cái vỏ bánh ngàn lớp sẵn. Thì cái vỏ bánh ngàn lớp sẵn này rất là dễ, thường người ta sẽ để ở trong ngăn đông, và khi mà mình mang về mình xài thì mình chỉ cần để cho nó giã đông nhẹ nhẹ một tí là mình đã có thể sử dụng cái đế bánh tát này rồi. Và mình thì lúc nào cũng trong tủ nhà mình lúc nào cũng có hai khuôn bánh tát sẵn như này. Và khi mà mình làm bánh tát mình rất thích những cái vị như sau. Mình đã nấu cái này với đường đen rồi đúng không? Mình sẽ cho thêm một chút nhục đậu khấu. Nhục đậu khấu là cái mùi gọi là mùi nutmeg ở trong tiếng Anh. Thì các bạn xem nutmeg này, nutmeg ground, thì các bạn có thể mua của McCormick rất là tiện. Và tiếp đến mình sẽ hay kết hợp mùi nhục đậu khấu với một cái mùi mình cũng rất mê, đó chính là tinh dầu hạnh nhân. Và mình cũng sẽ cho vào khi mà nó bắt đầu nguội bớt, chứ mình không đun ở trên bếp. Bởi vì nếu mà mình cho cái tinh dầu hạnh nhân này khi đun ở trên bếp ấy thì nó rất dễ bay mất mùi. Đấy, cứ cho nhục đậu khấu và hạnh nhân. Nếu mà bạn nào thích thêm mùi quế cũng được, nhưng mà mình thì mình cho ít ít thôi, bởi vì mình muốn giữ lại cái vị nguyên thủy của cái mận Việt Nam này. Và khi mà mình, ui thơm quá,
cho hạnh nhân vào thơm kinh khủng luôn. Đấy. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu sử dụng cái thịt này, mình cho vào trong lòng bánh. Các bạn thấy khi hôm trước mình quyết tâm là mình xoay bánh tách kem, tách hột mận, nó hiệu quả như thế nào không? Bởi vì khi mà các bạn cho vào cái bánh như này thì cái miếng mận nó sẽ rất là lớn, nó không bị tụt mùn, thì cái bánh của chúng ta nhìn nó sẽ xịn hơn rất là nhiều. Vừa rồi thì mình đã bỏ cái bánh chác của mình vào trong lò. Thì với cái bột làm sẵn này mình nghĩ là rất là dễ thôi. Thì các bạn chỉ cần chờ khoảng 15 tới 20 phút tới khi cái vỏ bánh nó vàng. Thì tùy vào lò của các bạn và tùy vào cái lượng nhân của các bạn, nó nóng hay nó nguội nữa, nên là nó sẽ có xê dịch. Thì khoảng từ 15 tới 20 phút các bạn cứ nhìn ở phía bên trên nó trở thành golden và brown là được. Sau khi ra làm xong cái bánh này thì mình sẽ bắt đầu mang cái ô mai mận của mình mang đi sấy. Còn cái mứt mặn thì bây giờ cũng khá là nguội rồi, bây giờ mình sẽ kiếm một cái hộp đẹp để bắt đầu làm lạnh nó. Và khi mà nó đủ độ lạnh và đủ độ tĩnh ý, thì là chúng ta sẽ sử dụng được. Mình sẽ làm những cái hũ mứt của mình. Nhưng mà khi làm hũ mứt ấy thì mình cũng cẩn thận, theo cách của các cụ ngày xưa là mình sẽ phải tráng lọ bằng nước sôi. Thì như vậy thì mình sẽ để được mứt của mình lâu hơn. Bởi vì mình rất sợ khi mà mở một hộp mứt ra nó bị sao các bạn nhỉ, nó bị mốc ấy. Nên là khi mà các bạn muốn nó không bị mốc thì tốt nhất là nên tráng tất cả những cái này bằng nước sôi, tráng từ trong ra ngoài, tráng kỹ cái miệng thì mọi người sẽ không phải lo rằng trong này nó còn mầm mốc hay là vi khuẩn. Thì các bạn sử dụng cái lọ này các bạn sẽ yên tâm hơn. Nhưng mà cái này cũng rất là nguy hiểm nha, nếu mà các bạn chọn phải một cái lọ thủy tinh chất lượng nó không cao ấy, thì khi mà các bạn đổ nước sôi vào có cái nguy cơ là nó sẽ vỡ tan cái lọ thủy tinh ra, nên là các bạn phải hết sức cẩn thận. Và đây đã xong hai lọ mứt và hơi bị ngốc nghếch một tí là thấy cái lọ này đẹp, thế là cố gắng làm cho nó đầy. Bởi vì là mỗi lần mà mình đi mua mứt ở siêu thị ấy, mình thấy là lọ nào mà đầy, mình ấn tượng với cả bên đấy làm ăn kiểu hào phóng hơn, nên là mình làm một lọ rất là đầy. Thành ra là cái phần mứt còn lại nó không đủ đầy cho cái lọ thứ hai. Chán ghê. Đấy, nên là mình được một lọ vơi, một lọ đầy như thế này. Và sau đó thì mình sẽ xoáy chặt nắp lại và các bạn để nguội, sau đó để vào trong tủ lạnh. Thì như mình đã nói, cố gắng là để khoảng một tuần. Nhưng mà vì mình rất là hóng ăn nên là chắc là mình cũng sẽ không để được đến một tuần đâu, thì mình đã ăn rồi. Xét tượng sẽ tốt nhất nếu mà các bạn để trong tủ lạnh một tuần sau đó mới ăn. Ok. Mình thì bây giờ chắc là chờ bánh thôi. Hên quá, vừa làm xong thì phát hiện ra trời nắng chói chang. Và mình sẽ để phơi ở đây ở vườn. Và tốt nhất là khi mà làm ô mai thì sử dụng cách truyền thống là sử dụng nắng, trời nắng tự nhiên là tốt nhất. Và mình sẽ phơi khoảng 1-2 nắng gì đấy thì sẽ xong ô mai của mình. Hẹn gặp lại các em ô mai. Sau đúng 20 phút thì mình thấy bánh khá là ok. Và bây giờ mình sẽ lấy bánh ra khỏi lò. Ô, hơi nước, hơi nóng. Đây là chiếc bánh mận của mình. Và mình sẽ đợi nó nguội thì sẽ có thể ăn được. Và về cơ bản thì hôm nay mình đã hoàn thành xong bánh. Ô mai thì đang phơi ở ngoài vườn, mứt thì đợi nguội, siro cũng đã xong rồi, chỉ còn một món kem thôi. Nhưng mà rất là tiếc bởi vì là bây giờ thì mình sẽ có việc đi ra ngoài, nên là mình sẽ phải làm cái bữa tiệc đại tiệc mận này vào khúc sau. Nên là hẹn gặp lại các bạn sau, sau khi tất cả các món ăn đã được sẵn sàng và bản thân tinh thần của mình cũng đã được sẵn sàng. Và mình rất là mong chờ cái đại tiệc mận này của mình nó như thế nào. Tại vì quả mận là một quả mình vô cùng yêu thích và vô cùng yêu mến của ẩm thực Việt Nam. Và mình hy vọng rằng mình có thể sử dụng nó để làm ra những cái món ngọt Tây ta lẫn lộn như thế này mà rất là ok. Và bật mí với các bạn là đại tiệc mận thì mình sẽ mời hàng xóm qua ăn để thẩm định xem là những quả mận này có xứng đáng để làm những cái món dessert ngon nhất hay không. Hẹn gặp lại sau. Ok, đây là ngày thứ 3. Làm 5 món này mình bắt đầu mình định làm trong 1 ngày, xong cùng nó thành 3 ngày. Đây là ô mai này, đây là siro này sẽ pha với cả soda này, đây là mứt ăn với bánh mì này, đây là bánh này. Còn kem thì mình sẽ tận dụng trend của TikTok và ra ngoài làm, bởi vì mình phải mượn một cái máy của hàng xóm mà hàng xóm đã mang qua rồi. Và bây giờ chúng ta hãy qua bàn ăn nhé, hẹn gặp các bạn ở bàn ăn. Và cuối cùng hàng xóm cũng đã qua và mang cho mình một chiếc máy để mình hoàn thiện nốt cái phần đồ mà một trong 5 món vừa rồi. Nhưng mà hàng xóm ơi, thấy những món ăn trước mặt hiện tại thì như nào đã nào? Có một mùi thơm rất là hấp dẫn các bạn ạ, có một cái mùi bánh thơm thơm và mình cảm thấy ngọt ngọt rồi. Mình hy vọng là những món này không ngọt quá, tại vì mình đúng là ham ngọt đấy, thế nhưng mà ngọt nó cũng ở một mức độ vừa phải thôi. Ok, em nghĩ là ngọt sẽ vừa phải thôi, bởi vì là trong quá trình làm ấy thì tất cả những công thức em đều có giảm ngọt lại, bởi vì em biết rằng là bây giờ ai cũng sẽ sợ béo và sợ ngọt hết. Nên là... Nhưng mà cái mức độ giảm của em có khi nó bằng bình thường hoặc hơn của người khác. Không, không đến mức đâu, em làm rất ok. Lần này em làm em tự tin là em làm ngọt vừa phải. Bởi vì là mận đầu mùa ấy, thì mận đầu mùa nó khá là chua. Nên là khi mà ăn với những cái đồ ngọt ngọt ngào đường này thì em nghĩ nó sẽ phù hợp. Và cái món đầu tiên mà khi mà khách mời tới thì mình sẽ làm đó chính là món siro mận pha với cả soda. Thì để xem đây, khách mời đi ăn nhiều nhà hàng rồi, xem liệu cái món siro mận với cả soda này liệu có xứng đáng được cho vào một nhà hàng cao cấp để thu tiền của người ta không. Đấy.
Chị thấy là khi cho vào bọt khí nổi lên nhìn sành điệu ấy chứ. Mình cũng hay uống soda ở nhà hàng. Nói chung là ở soda ở nhà hàng thì người ta làm cũng rất là nhiều vị và cũng rất là đẹp mắt và nhiều kiểu ấy. Thế nhưng mà mình cảm giác là cái siro mà người ta rót vào những cái soda đó, nó là siro kiểu nhiều cái công nghiệp ấy, nó rất là đóng hộp. Đúng, còn đây là siro mà đích thân làm từ những quả mận tươi ngon được, từ vùng Mộc Châu. Của em thì có vẻ như bằng của chị rồi đấy. Bây giờ nếm thử xem nào. Vô. Vô. Ba ly chưa say. Hơi nhạt siro đấy. Cho xin thêm một tí siro nữa. Ok. Nó dơ lắm. Nó tươi ấy, cái vị nó khác. Bởi vì là nó tươi mà ít đường đấy, nên là em cứ nghĩ là nó như siro đóng hộp. Nhưng mà thực ra thì nó nhạt hơn siro đóng hộp khá nhiều, nên là mình phải cho thêm rất là nhiều siro bởi vì thôi, là... Thôi, được rồi, được rồi đó. Em nghĩ này vừa, đấy, màu này. Đấy, các bạn biết không? Mình khi mà mình nói là ừ như này vừa, tức là cái tầm vừa của mình là cái tầm vừa mình nghĩ là của hầu hết mọi người. Thế nhưng mà cái tầm vừa của Dino nó là một cái tầm vừa mà nó phải sôi thịt lên, xong rồi nó giảm bớt lại một tí trừ hao. Cho nên là nhiều khi cái giảm bớt của Nô nó vẫn là nhiều hơn của mình. Bởi vì là em có một cái ám ảnh là khi mà cho là ai làm cái gì cũng phải cho dư. Người ta hồi đấy em bị ám ảnh câu gì nhỉ? Thừa mà hơn thừa để còn hơn thiếu. Thừa hơn thiếu. Ôi, mùa hè nóng quá mọi người ạ, đúng là mùa hè của mùa mận nào, ăn uống lại thử xem nào sẽ mát hơn không nào. Yo, cạn ly. Hợp lý. Hợp lý. Đấy. Được. Đây là một món, đây là có bốn món rồi. Bây giờ để mình thêm nốt món cuối cùng để cho nó đẹp bàn. Rồi chúng ta sẽ thử cái khác nhé. Đây là một cái em học ở trên TikTok. Đây sẽ là món kem sobe làm từ máy ép chậm. Thực ra thì máy ép chậm này thì cũng là mượn của nhà hàng xóm thôi. Nhưng mà để xem thử nó như nào này các bạn. Đầu tiên là chúng ta sẽ cho những quả mận đã đông lạnh của mình vào đây. Hứng cái ly cao kìa, khỏi đổ. Thôi nhưng mà em muốn là kiểu fresh, là ăn đến đâu đổ đến đấy. Mọi người chỉ cần cho trái cây đông lạnh vào. Và sau đó là sẽ... Đây chị giữ cho nào. Đây, đủ rồi. Thôi. Đây. Ôi nhiều thế nhở. Đấy, ôi sao. Thêm cho vào có một xíu mà nó nhiều thế nhở. Người ta đã nói là máy ép chậm thì nó không thể nào nhanh bằng tốc độ em bỏ vào được. À rồi, ok. Hiểu rồi. Bây giờ hóa ra máy ép chậm có nghĩa là nó không nhanh bằng tốc độ mình bỏ vào. Bây giờ mình có một cái định nghĩa mới cho máy ép chậm mọi người ạ. Và đây là 2 ly sobe. Và theo đúng công thức của sobe ấy, thì mình sẽ cho một thìa cà phê, rượu vào để cho nó đúng thơm cái mùi sobe lên thôi. Đang trông con thì em cho rượu của em vậy. Một thìa cà phê thôi, nó không phải là một cái quá nhiều. Thế chị lấy một thìa siro mận được không? Được, đây. Và sau đó thì của chị Giang sẽ bao gồm một thìa siro mận để cho nó ngọt hơn, bởi vì là cái mận này là mận đầu mùa, nó khá là chua nha. Giống đá bào siro ở cổng trường ngày xưa. Chỉ có điều là tươi hơn gấp 10 lần. Bây giờ thì thực ra em đã làm xong kem rồi, nhưng mà bây giờ em nghĩ ăn kem đầu tiên thì nó hơi bị vô lý. Làm kem xong không cho ăn kem nó chảy hết thì sao? Thực ra vừa nãy thì theo mục đích của creator chuyên nghiệp là chỉ là làm kem để chụp thumbnail cho đủ 5 món ý. Ok. Kìa. Thì đấy là mục đích về video. Nhưng tại sao không được ăn kem trước các món kia? À ừ nhỉ. Tất cả đều là đồ ngọt đúng không? Thì em cứ nghĩ là kem là kiểu nó là ở một mức độ dessert đến tận cùng ấy. Nhìn cái này nhá, cái này là mình đoán thôi nha, nhưng mà nhìn cái này, các bạn thấy cái này ngọt hơn hay là cái này? Nhưng mà cái này nó lạnh hơn. Thì cái độ dessert nhiều hơn thì là nó ngọt hơn nên cảm nó lạnh hơn. Cảm giác nó sẽ ít ngọt hơn so với một thứ không lạnh. Đúng không? Ok, thôi ăn kem. Đồng ý ăn kem. Kem của mình là có rượu. Bây giờ chị ăn thử kem siro xem như nào nào. Dino này giống như kiểu là không ăn đủ ngọt bao giờ ấy sao ấy. Người ta ăn kiêng lành mạnh. Ý em bảo chị không lành mạnh như thế. Không, em hệ chị nếu là một... huấn luyện viên của chúng mình đang xem video này thì đây là tất cả những gì mà một người làm, còn một người chỉ ủng hộ theo thôi. Tại vì chẳng nhẽ bây giờ hàng xóm làm xong rồi, đã gọi qua đây rồi, đã mang máy ép sang đây rồi mà lại không ăn. Nên ăn đi thử thì đi. Nó kỳ. Ăn thử xem. Sobe phết đấy, nó chua đúng không? Chua. Đúng mà. Có vỏ ở trong này đúng không? Có vỏ. Nhưng mà em bỏ hết hột rồi. Nó có hơi có một vị chát nhẹ của vỏ. Có vỏ, nhưng mà nếu mà chị thích là có vỏ hay không vỏ thì lần sau lược vỏ luôn. Cái lúc đầu thì cái miếng đầu tiên sẽ cảm thấy không quen với cái vị chát của cái vỏ. Thế nhưng mà ăn thêm vài miếng nữa thì sẽ cảm thấy giống như là nó làm một cái gì đấy mà nó hơi kiểu giống, nó hợp lý cho một cái món, nó không quá ngọt. Nó giống như là
Các bạn cứ hình dung là các bạn ăn bánh flan, xong rồi có cái cà phê nó đắng, mà người ta làm hơi đắng đắng một tí thì mình lại cảm thấy hợp lý hơn. Nó cân đấy cả vị ngọt, nhưng mà cái này rất ít rượu, chị thử một thìa nhỏ để xem là có rượu như nào. Không say đâu, một thìa nhỏ thôi. Thế hả? Không thích à? Không. Em đấy là có rượu mạnh và nó rất là hợp với cả sobe. Không phải kiểu của mình. Nhưng mà đây là một cách rất là tiện. Đây là rượu gì vậy? Đây là rượu cognac. Nếu mà thêm rượu giống như là rượu brandy, gì mà dễ uống hơn. Brandy thì là hay dùng cho đồ ngọt. Ừ. Nhưng mà em lại không có brandy ở đây. Nhưng mà đây là một cách rất là hay mình học được ở trên Top Top, đúng không? Là theo cách nói của các bạn trẻ là chúng ta cứ frozen trái cây lại xong cho vào máy ép chậm. Thì những cái quả nào mà nhiều thịt và nó mềm như là xoài, vải, mận, tất tần tật thì mọi người cho vào đây thì mọi người sẽ được một cái sobe là như này, là không có đá răm. Ừ. Ăn hay nhất là nó không có đá răm, bởi vì bình thường làm sobe rất hay bị kiểu đá răm mà kiểu nước nước, kiểu nước đá ấy. Ừ. Nhưng mà chị ăn này là chị không thấy nước đá đúng không? Ừ. Rất là hợp lý. Khá mịn. Tất nhiên là nó không thể nào mà nó kem giống như là mình ăn kem. Bởi vì nó khác, bởi vì là cái kem kia là gelato, là ice cream ấy. Ừ. Thì nó sẽ có kem. Ừ. Nhưng mà nhân dịp mùa hè thì em không muốn bỏ thêm chất béo vào trong kem. Thì đây là cái kem mà kiểu kem trái cây, kem nước. Thì nó là cái kiểu đấy. Thì ok, chấm món đầu tiên. 8 điểm. Actually đây không phải món đầu tiên. Đây là món thứ hai, đây mới là món đầu tiên. 10 điểm. Ừ. 8 điểm. Ok, bây giờ sẽ đến... có lẽ là sẽ qua cái phần mà nhiều có một chút tinh bột nha. Đây là cái bánh mà em rất hay làm. Cả mùa dịch thì chắc Giang đã ăn vài lần rồi. Đây là bánh thác. Và bánh thác này đã được sử dụng một quả, là những cái quả mận mà đại khái là bây giờ mận đầu mùa có hai loại. Một loại 80.000 một cân, một loại 200.000 một cân. Và đây là cái loại mận 200.000 một cân đắt kinh khủng, mà nó vẫn chua. Nó không khác gì hết mà nó chỉ to hơn thôi. Nên là bây giờ chị ăn thử cái quả mận to hơn và em đã làm bằng đường nâu xem như nào. Thật ra cái này thì chị không thể xúc ra đâu, nên là chị cứ cắt đường xong chị xúc miếng thôi. Bởi vì cái bánh pie này thì thường là em ăn luôn ở trong khuôn. Này cái không phải siro đâu, cái này là cái nước juice của quả mận. Wow. Đấy, này các bạn nhìn này. Nước mận nó ứa lên đây khi mà mình cắt. Và bánh ở trên giòn đúng không? Thật ra em nướng hôm qua rồi, hôm nay phải nướng lại một chút đấy. Xin lỗi, chị lấy bánh không được khéo lắm. Không, cái bánh này không thể lấy khéo được, cái pie này nó... Nếu mà em dùng cái khuôn khác, mà cái khuôn mà lật đít ra ấy, thì sẽ dễ hơn. Cái khuôn này là thường là múc ở bên trong ra. Em ăn một ít thôi. Em quen làm cho mọi người ăn là chính, em ăn không nhiều. Nói thật với các bạn là cái thời mà mình cách ly xã hội giãn cách đó, khi mà chúng mình vẫn còn được sang nhà nhau chơi, một đám đông được quá 2 người nhưng mà không quá 5 người đấy. Lúc đấy là mình bầu xong rồi Dino làm rất là nhiều món ăn. Mà mình sang đây mình ăn cơm này, ăn cơm, mỗi bữa cơm ăn được 3 bát. Các bác ăn xong thì ăn bánh xong ăn kem xong ăn trái cây. Tất cả các thứ. Thế cho nên là cái mà cái 15 cân mà mình tăng khi mà mình mang bầu đấy Là do cơm. Công lao nhưng của mà, một nhân vật. Nhưng mà công nhận là cái thời đấy bây giờ nghĩ lại thấy thèm. Thế giờ khá là bận. Cái ngày đấy là chỉ mở mắt ra nghĩ là sáng nay ăn gì, xong đến trưa ăn gì, xong tối ăn gì. Ừ, em thèm, chị không thèm. Chị quá mừng vì cuộc sống đã trở lại. Em thì em thèm, em là em tham lam, em thèm cái kiểu là the best of both worlds. Giá như mà em có thể làm được cả hai chuyện cùng một lúc, vừa không bận mà lại vừa có tự do. Em biết cái chuyện đấy là bất khả thi, nhưng mà ai đánh thuế ước mơ. Chị thấy sao nào? Thấy ngon, tươi. Nhưng mà mình không cảm thấy ngạc nhiên lắm, tại vì mình đã ăn cái bánh này của Dino nhiều lần rồi. Với các loại quả khác nhau. Thế cho nên là mình nghĩ là cái sự cảm thán của mình nó sẽ ấn tượng hơn với những cái lần trước mà chúng mình không có quay phim chụp hình. Nhưng mà cái quả mận này, chị thấy cái miếng mận nó to, nó đến nửa quả. Mà không có hạt. Đấy là nhờ cách tách mận đó. Em tách quả mận ra giữa này, xong xoay phát, xong em tách hạt ra, chị thấy cái miếng mận nó dày. Ngon, những cái miếng mận nó rất là to ngập, và nó rất là kiểu giống như là nó mọng nước ấy. Ngập răng ấy. Em thích cái kiểu miếng mận nó bự và ngập răng. Các bạn biết không, mình nghĩ là cái phần vỏ bánh ấy, Dino nướng ok, tức là ở một cái độ vừa chuẩn theo như lý thuyết thường thấy. Nhưng mà riêng đối với mình nha, một đứa thích ăn bánh quy ỉu. À, thích cái ỉu hơn à? Bánh trưng mềm. Trời ơi. Đậu phụ chiên sơ. Thì chính ra có một lần em làm nó rất mềm. Nó mềm toét ra. Xong rồi kiểu như là không ai thèm ăn cả. Thế nhưng mà mình một mình tì tì ăn hết cái bánh hỏng đấy. Biết. Nó mềm ơi, nó mềm. Thích. Thế thì là sao cho Giang ăn bánh cũ? Bởi vì thực ra ấy, là cái bánh mà nó mềm ấy, là hôm trước em nướng xong em để tủ lạnh. Đến hôm sau em lười không nướng lại. Thì là cái bánh nó mềm.
Còn cái bánh mà hôm nay nó giòn ấy là hôm qua em đã nướng rồi. Thực ra là em để tủ lạnh là nó cũng đã khá là mềm. Nhưng mà khi mà rang qua thế là em phải tận dụng cơ hội, tận dụng lò nướng để em có thể nướng lại cái bánh này. Cái bánh này khi mà mời khách nó phải giòn giòn ở trên, nhưng hóa ra khách thích ăn bánh cũ mọi người ạ. Người ta thích ăn bánh mềm, ai biết nó là cũ hay không. Thế bây giờ thích ăn toast giòn hay không? Người ta mất công nướng giòn hay là thích toast mềm thì lấy toast mềm nào? Toast này không ai ăn không cả, phải quét cái gì lên cho nó mềm chứ. Đằng nào quét lên nó cũng mềm đúng không? Đây là món thứ tư. Đây là mứt mặn. Chị đã ăn rất nhiều loại mứt rồi. Nào là mứt dâu, mứt các loại mứt đắt tiền ở trong siêu thị đúng không? Ừ. Đây là loại mứt do chính em làm. Mứt này không có một cái phụ gia gì cho vào. Thông thường khi người ta cho làm mứt ấy, người ta sẽ cho phụ gia. Còn đây em sử dụng chính lõi của quả mận. Ở trong đấy nó có một chất gọi là pectin. Là chất này gọi là chất xơ tan trong nước. Và khi mà nó làm ấy, thì nó được cái mứt sánh mịn như thế này mà không cần phải cho thêm phụ gia. Nói chung là đại khái là from farm to the table, không có thêm phụ gia, hiểu rồi, đơn giản là thế. Thế là từ nông trại đến bàn ăn, ok. Ừ đấy. Tuy nhiên mình phải cảnh báo trước là mình không phải là cái người hệ mứt các bạn ạ. Mình không phải là cái người thích ăn mứt. Ví dụ như nếu mà mình đi ăn buffet ở nhà hàng đấy, người ta có mứt, mình không bao giờ là cái người mà đụng đến cái mứt cả. Thế cho nên là cái này là phải chuẩn bị tâm lý nha. Người đã. Ok, rất thơm. Thế nhưng mà thường là mình sẽ có một cái trải nghiệm với mứt là nó ngọt quá. Kiểu gì phết lên bánh mì nó cũng sẽ bị ngọt quá. Và mình sẽ thích ăn bánh mì bơ hơn là bánh mì phết ngọt. Đó. Bây giờ thử xem. Ok. Cái này là có một cái sự thay thế đường ở trong loại mứt này. Bởi vì là mỗi loại này khác nhau ấy, thì chị nhìn thấy có thể là thấy rất là nhiều đường. Nhưng mà thực ra là cách em dùng đường trong mỗi loại đều rất khác nhau. Rồi nha. Đây. Rất là đỏ đúng không? Mình cũng rất là hấp dẫn và đây chính là một miếng mận này. Mình cố tình mình phải cắt cái chỗ mà có cái miếng mận đấy. Để mình ăn thử nha. Thì nó là bánh mì phết mứt thôi đấy nó. Nhưng mà cái mứt chị phải làm nào? Hãy làm cảm quan về mứt nào. Texture nó ra sao, vị nó ra sao, mùi nó ra sao. Ngọt. Ngọt. Ừ. Ok. Ngọt. Mứt thì là ngọt thôi. Ừ, mứt kiểu gì? Làm kiểu gì nó cũng sẽ ngọt, dù em lựa những cái trái mận mà nó chua nhất của chua thì nó cũng vẫn sẽ ngọt. Ừ. Em đã từng chưng mứt xong rồi em làm cái bánh đấy. Mình làm bánh gato xong rồi em chưng cái mứt mận xong rồi em ấy lên đấy. Ờ đợt đấy mình làm mận xong rồi. Tức là thực ra là mình đã ăn cái này rồi. Nhưng mà cái này là nguyên liệu hơi khác. Nói chung là hôm nay cho ăn 5 món mận. Tất cả nó đều là mận nhưng nó sẽ hơi khác nhau ở một chút xíu. Bây giờ mình hãy đến món cuối cùng đi. Người ta bảo là save the best for last, tức là cái gì hay nhất phải để cuối cùng. Tại vì Dino biết là mình thích ăn các loại kiểu umai, umiết các thứ. Đây là umai mận. Nếu này nó sẽ là theo cái phong cách là kiểu xào đường. Thì nó sẽ hơi giống là mỡ xấu xào đường, mơ xào đường, kiểu mấy cái quả xào đường. Thì đây là quả umai mận. Umai mận thì em sẽ cho thêm gừng và một số những thứ khác nữa. Ăn thử nào. Một số những thứ khác là cái gì vậy? Chắc chắn là không có phụ gia. Nhà làm ở nhà không bao giờ phụ gia hết. Bây giờ dùng nĩa cho sạch tay hay là dùng tay cho... À, thôi tốt nhất dùng tay đi, bởi vì là nó có mấy loại ômai. Những cái loại ômai ăn sạch tay là một kiểu, những cái loại ômai ăn dính tay là một kiểu. Ăn xong phải mút 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 ngón tay ấy. Ok, mình xin phép bỏ gừng ra vì mình không phải người thích, không phải người thích ăn gừng. Ôi, thế hả? Ăn thử miếng gừng đi, miếng gừng này cũng được... Ok, thôi ăn một miếng gừng bé bé. Ômai phải nhằn hạt à? Ômai thì phải nhằn hạt chứ, làm gì có ômai không hạt. Ai nói không có umai không hạt? Nhưng mà cái umai không hạt là một cái except, là một cái ngoại lệ. Là người ta sẽ bảo là umai không hạt, còn umai là umai. Là umai là định nghĩa là có hạt. Ngon. Thích cái này. Nó dẻo nha các bạn. Nó dẻo và nó rất là... Mình nhai nó có cái cảm giác dẻo sật sật ở trong miệng. Ừ. Nó không bị nhũn nhũn. Được, đúng không? Thế thích món nào nhất? 5 món thích món nào nhất? 5 món thích món nước nhất. Nước. Okay. Xong rồi đến umai. Umai. Xong rồi đến bánh. Xong rồi đến kem. Và cuối cùng là món mứt. Ok. Với mình nhá, mình khi mà mình đã làm xong, mình đã nếm thử thì mình thích mứt nhất, xong rồi đến umai. Bánh này thì đúng là mình làm nhiều quá nên mình xếp nó cuối cùng. Kem cũng rất là ngon, bởi vì kem đây là một cái cách làm kem rất là healthy và rất là thú vị, và mình nghĩ rằng là các bạn rất nên thử ở nhà với các loại quả khác nhau. Bởi vì là chúng ta sẽ không bỏ thêm bất kỳ một cái hương liệu gì vào, mà chúng ta giống như là ăn trái cây nhưng mà với cái dạng kem thì rất là ok. Nói chung là thích ômai nhất đúng không? Thì phần thưởng của khách mời ngày hôm nay về đó chính là một hộp ômai. À đâu, không phải là thích ômai nhất. À thích nước nhất hả? Thích nước nhất thì là phần thưởng của mình hôm nay là một hộp siro.
hộp siro này thì có thể dùng rất là nhiều thứ. Ăn đá bào này, pha nước này, rồi cho vào trà. Ui, chị mà pha trà đen không, chị cho thì siro vào ăn cũng được phết đấy. Ừ. Hoặc là siro thì em nghĩ nó hơi nhạt thì thôi lấy thêm hồ mứt đi, cho vào trong cho vào trong trà uống cũng ngon. Tao cầm cái hộp ô mai nữa về. Nói chung là hôm nay thì đại tiệc bánh ngọt của chúng mình, bà bầu đang trông con. À không, sorry. Nói chung là bây giờ khái niệm về bà bầu này, bà đẻ này, rồi mẹ bỉm, mẹ bỉm, mẹ bỉm, với một người như mình nó rất là confusing mọi người, nó rất là làm rối đầu óc của mình. Nó không có gì rối hết á. Bầu là bầu, bầu là bầu, mà bỉm là bỉm. Thế lúc nào là bà đẻ? Lúc nào bà đẻ hả? Bà đẻ là trong khoảng thời gian nào nào? Bà đẻ là cái người mà mới đẻ xong và chưa hồi phục hẳn, nhưng mà cũng không còn là bầu nữa rồi. Ok rồi, đấy, nói chung là lỗi của mình. Mình hôm nay mình sẽ cập nhật về vốn từ ngữ của mình. Cảm ơn mẹ Bỉm đã qua hôm nay. Và hy vọng rằng là sau này bé Mây lớn lên thì sẽ ngồi ăn mận với chú nhiều hơn. Mây sắp ăn dặm đấy chú Nô ạ. À ok, đây là một màn gửi gắm. Thế nên bây giờ Mây ăn dặm thì sẽ thích những món như nào nào? Thì chưa biết, bây giờ phải thử được nhiều món để tìm ra được cái món mà Mây thích nhất. Nói chung là về chú Nô, tất cả những cái gì mà hầm nhừ, kiểu xôi thịt, kiểu nhiều chất ấy thì chắc là chú lo được. Được. Đấy, nếu cả những cái loại thịt này, thịt xong rồi hầm xong rồi thành, đóng thành bánh collagen tất không, cả... từ từ, vừa thôi. Ok. Nó phải có một gọi là khẩu phần mà nó nhiều màu sắc rau, thịt, cá, trứng. Nói chung là hôm nay thì thôi được mời bà đệ, mời mẹ Bỉm qua đây thì cũng sẽ thêm một cái thử thách cho bản thân mình, đó chính là mình sẽ... nấu đồ ăn dặm, nghiên cứu đồ ăn dặm. Và bây giờ thì nói chung là mình rất là tự tin nấu đồ ăn cho người lớn rồi. Còn đồ ăn dặm nó như thế nào thì nó sẽ là cả một lĩnh vực của mình. Nên là mọi người xem tới đây thì hãy gợi ý cho mình xem là nấu đồ ăn dặm cho bé Mây như thế nào. Thì mình cảm ơn mọi người, cảm ơn mẹ Bỉm, cảm ơn mọi người hãy cảm gợi ý mẹ nhiều vào. Mẹ Bỉm cảm ơn mọi người và mong rằng mọi người hãy gợi ý thật là nhiều món để mẹ Bỉm đỡ phải nấu đồ ăn. Ok, nói chung đây là sẽ là một thử thách. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video ngày hôm nay. Cảm ơn hàng xóm đã qua chơi và ăn những cái món ăn từ mận đầu mùa của mình. Và hy vọng rằng đây sẽ là một gợi ý cho các bạn với 5 món mận đầu mùa để các bạn có thể làm ở nhà. Với cách mình làm thì các bạn có thể áp dụng sang những vị trái cây khác nữa. Mình sẽ trở lại vào thứ tư và chủ nhật hàng tuần, với điều kiện là nếu mà mình chăm. Còn bây giờ thì xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Và mọi người nhớ subscribe kênh, hai kênh của chúng mình là kênh Giang ơi và Dinology. Hai người ở cùng một khu chung cư đang rất mong các bạn subscribe. Đây là tổ dân phố của chúng mình, rất mong được các bạn ủng hộ. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.